bánh đã chín rồi cô chú và anh chị ơi. Tốt không má? Đâu khoa. Xin chào cô chú và anh chị đã đến với kênh Cuộc Sống Nông Dân Vlog nha. Hôm nay bà xã của mình sẽ làm bánh thọt trứng tôm đã cho cả nhà ăn cô chú ơi. Chào cô chú nha. Dạ. Hồi sáng ha, chồng mình có đi chợ sớm dữ lắm luôn á. Dạ. Anh mình mua được một số rau mà ở trong vườn á. Cái này thì cái này là lá sung với đậu cơm nguội. Có một ít rau thơm nữa, rau húng cây chú ơi. Rau này thơm thơm á, ăn kèm với bánh thọt ngon lắm. Đây là lá cắt lòi ha. Non quá trời luôn, xanh mướt luôn. Coi ơi, mua được rau gì nữa dưới đây. Có nhớ là này, lá cách. Ăn bụi lá cách thôi. Còn lá cách cũng bự nữa, tốt quá. Bột này bột gì nữa đây. Ủa bột này rau gì không biết luôn cô chú ơi. Cái lá gì nữa không? Rau đó hồi sáng người ta có nói nhưng mà qua giờ quên rồi. Lá bự bự không à? Ừ, thôi quên này để quên quên giống đi. Lá chậu ha. Ừ. Mà người ta nói giống lá khoai từ gạn, nhìn kỹ thôi. Mấy người ta nói nấu canh giống ăn giống như bò ngót vậy đó, nhưng mà anh ăn thử sống thì nó chua chua. Với mình cũng có chuẩn bị một ít thịt nha. Này là thịt nạc luôn, không có mỡ gì trên. Với đậu xanh hột nấu sẵn rồi nè. Ở đây được ít tôm sú nữa, chồng mình mới đi dở nò vô á. Bắt được ít tôm sú là đặng mình làm nhân bánh khọt, nhân tôm, thịt, đậu nữa. Với mình có kêu ông xã mình lột con trái dừa khô nữa. Để mình nạo ra mình lấy nước cốt á, mình pha vô cái bột cho nó béo. Rồi bây giờ hai chồng mình biết ở đây có một bột có nè. Chuẩn bị một bịch bột bánh xèo hôm xưa. Đổ bánh khọt mình mua một bánh xèo đổ luôn cô chú ơi. Bánh ra là mình phải xay bột đó em. Xay bột giống như hồi xưa vậy đó. Là ăn nó sẽ ngon hơn, nhưng mà cái tối á mình chưa có làm lại á, rồi chưa có đem ra đây xay được. Mơ mốt á được chồng mình á rửa cái cối như sạch sẽ rồi làm lại đem ra xay bột để dành làm bánh này bánh kia ăn. Đây bây giờ anh đi nấu dừa. Anh nấu dừa đi, em lặt rau lặn rửa để cho nó ráo hồi ăn cho ngon. Anh nấu dừa đi rồi em có nước cốt dừa cho em biết là bột được. Bánh thọt là bánh gì mẹ? À, bánh thọt là cái bánh tròn tròn đó con. Mà dạ. Nó có nhân tôm, rồi đậu, rồi thịt nữa. Dạ. Béo béo ngon lắm. Để hồi mẹ làm chín rồi con ăn nha. Dạ. Con lật được không? Được. Rồi giỏi. Cái lá này. Cái lá này mình cũng bẻ luôn con. Con lớn rồi con phải làm tiếp mẹ. Vậy hả? Con lớn dữ chưa? Dữ. Trời ơi, mấy tuổi rồi? 6 tuổi. 6 tuổi là lớn dữ rồi đó hả? Để đại đi, hồi mày rửa bụi, hồi mày rửa sao? Mẹ, mẹ, mẹ. Một kia hả? Này, mày còn lặt rau không chưa? Xong rồi đó. Rau xong rồi lặt tôm luôn ha. Lọc tôm luôn. Giờ rau cũng lặt rồi cô chú ơi. Giờ mình chuyển sang mình lột tôm mới được. Tôm này mà mình muốn lột vỏ dễ là mình phải ngâm qua nước đá đó cô chú. Tôm còn tươi, cái thịt nó trong veo.
ngon lắm đó. Wow, có con tôm càng bự quá trời luôn nè. Con ăn nha. Tôm này đáng hồi có lửa than á, mẹ nướng cho con ăn nha. Dạ. Hết biết ngon, lột rồi mềm xèo luôn. Vừa mình cũng đã nậu xong rồi cô chú ơi. Giờ coi vợ mình có lặt tôm xong chưa? Em cũng lột tôm xong rồi chồng ơi, để hôm qua em dắt nó cốt dừa em pha bột. Dạ tạm biệt. Anh bầm mấy miếng thịt giùm em nha. Ừ. Dắt nó cốt dừa mình pha bột. Này mình sắp khúc kìa. Cái hồi mỗi cái bánh mình để lên cục tôm vậy đó. Mẹ ơi, ơi. Tôm ngon không? Ngon con, hồi mẹ làm chín nó ngọt, nó thơm lắm. Để mẹ làm con ăn nha. Dạ. Này nước cốt nhất nè, để đậu xanh vô. Mẹ chứ con làm đậu xanh được không? Con để mẹ làm cho, làm chín rồi con ăn. Dạ. Làm cái gì? Chừng nào mẹ đổ bột xong á, cái gì dễ dễ á thì mẹ cho con làm nha. Ừ, cái mẹ pha cái nào dễ mẹ cho con làm nha. Dạ. Hồi đó hồi chừng bột vô chấm mặt hết á. Cái nước cốt này vô trong đây cho bột nó béo thêm. Thơm vậy? Thơm không? Không, y da ngồi bánh xèo luôn. Mình cho thêm một ít bột nghệ của mình nó cho nó vàng. Cái này là nghệ xay luôn nè, nghệ cũ mình xay luôn. Ôi dồi. Sẽ cho một ít hành vô đây nè. Chưa đi uống đâu, chút nó đi. Lâu vậy đi mẹ đi xào nhân nha. Dạ. Một hồi á, cái chai bánh sọt á, cho con đổ vô nha. Thank you.
kìa. Quay được rồi mẹ. Được chưa rồi. Được nữa, còn đặt cái nè. Anh ơi. Hả? Chặt giùm em cái cây chuối đi, đằng em thay mỡ, thay dầu vô cái khuôn á. Chặt cái chuối nha hả? Dạ, chuối á. Ba đi chặt chuối nè, con có đi không? Dạ. Có dầu không? Có đi không? Dạ. Thôi. Này nào phải không em? Ừ, đập cái đầu cho nó dập dập đi. Chắn chắn thôi, phút thôi. Chứ ai được rồi. Thôi được rồi. Đánh thai vô đi. Vừa phút lại thì phút hỏi nó hết mình thai. Cái gì dao bự anh ăn nó dập dập cái đầu á. Thai. Chưa? Chào, đúng chào. Đặt trong một cái hấp không? Bây giờ có hấp chấm gạch không hả? Không có ta. Wow, bánh chín này cô chú ơi. Coi coi vàng chưa. Wow, vừa lấy luôn rồi. Không ngon quá. Bây giờ nóng quá. Ở dưới nó vừa vàng luôn. Thấy không? Thank you.
cái bánh nó vàng ôm dưới luôn, ngon sợ giòn khấu luôn. Mình đổ càng lâu cái khuôn nó đổ càng đẹp luôn cô chú ơi. Nhà có 4 người, chiều nay cái mâm bánh này chắc nhiều lắm luôn á. Bánh đã chín rồi cô chú và anh chị ơi. Vợ chồng mình chuẩn bị dọn bánh để ăn nha. Vợ của mình đang sắp rau gừng ra gỗ nè, cho nó gọn cô chú ơi. Rau luôn. Bánh khọt này mà ăn có rau gừng thì nó rất là ngon luôn. Ăn bánh luôn. Xin mời cô chú và các bạn ăn bánh với gia đình của mình nha. Mời cô chú và các bạn ăn bánh nha. Mời ông bà cô chú ăn cơm. Ủa, ăn bánh không? Bánh còn ăn bánh. Cô quý mà bà cô chú này. Bữa nay ăn ngoài cả nhà đây coi. Bánh khọt nhân tôm. Ăn bánh á, mình gói rau gừng gì nè, ăn mấy ngon nè các bạn ơi. Lá cách nè, cái lá cách lòi nè, đọt cơm nguội. Đủ chưa ha? Lá sung. Chấm thiệt nhiều nước mắm luôn. Ăn đi má. Rau gừng nhân tôm. Rau khoa thử miếng lá cách này, thấy mùi hôi hôi không biết ăn được không. Lá cắt lòi. Quý ăn đi con. Chịu con quá nâu, ăn được quá ăn con. Ăn chút ăn sọt thì nó dữ mà. Nó khách nè, xào với nhìn xào chuột ăn ngon đó. Mẹ có bự bự lắm. Bự quá ăn không nổi. Chọn hai bị trâu ăn. Mình phải đi sớm á. Mình đi tìm mới có. Còn mình đi trễ trễ không có rau này. Có ông bà bán. Mình bốn người ta bán. Năm má tính ăn gì mà mua rau này. Chưa là má đưa tiền cho mua ớt, chiên bột, năm bột chiên giòn. Ớt chiên giòn hả? Biết cái đó còn bắt ớt không biết coi. Ớt người ta nuôi ăn cũng ngon mà ớt của mình nuôi đâu, bị người ta cho ăn, ăn không à. Lá cắt lòi ăn cũng im. Má biết mới biết ăn hồi đám cưới nha. Kiều ăn nhà cô Bảy. Bánh đầu chậm dữ lắm cắt lòi. Đủ rồi đi làm đồ ăn lâm ra ăn đồ làm có thích đủ tính ra đi ăn dỗ ăn nó không biết dỗ hả dỗ rồi nắm tư cứ tư à cha vừa làm đậu ha. Ăn con. Ăn ha. Đồ ngoài ăn không chịu chấm nha. Không, ăn không chấm. Dạ, không lạc chưa? Bánh không mềm mềm thấy không? Cái này mềm á con, được á. Cái này không cứng không? Thọt mềm, má ăn cái nguội. Nguội gì? Cục cơm. Ăn tôi ở nhà, đi sông xuống con. Không, bên đây có nhóc nè mà. Hai gỗ mà.
để đến giỗ chưa rồi cho nên là nó dẹp son nồi nó chuột cho nên không có chuột. Thôi em có thương vợ, tao làm tiếp vợ. Thằng nó lau nhà, nó thấy nó lên chỗ đến giỗ là nó đi bởi cha hàng sống đó. Thằng nó không nhâm, thương vợ. Mấy vẻ này, mấy vẻ bự không biết sao. Nó chồng đi làm công ty nữa rồi. Yêu thân. Ăn cơm lựa cái nào có cơm á. Thích ăn ngọn quá. Nước ra ta. Không cà giảm không tập. Bữa nay ăn một mâm bánh siêu to khổng lồ luôn cô chú ơi. Tới chơi chiều tối trà tối luôn. Tại nãy mình đổ hơi trẻ quá. Trời ơi. Đổ giờ mấy rồi. Bánh chiều nay ăn bánh được cơm luôn á cô chú. Cái này phải có lá chùm mồi chua chua nữa ha. Im lắm luôn á. Nó có mà. Ta không có lấy. Nhiều quá à. Chị mồi thì chua lắm. Chua chua chắc chát ăn ngon. Mình có độc dừng nữa hả? Có. Độc dừng mà xong cái vẻ dữ lắm. Bây giờ tao chồng bán luôn á. Còn bây giờ cứ đủ ra. Chín bát cát ăn. Cát ăn thì ăn ngon. Ăn không á. Cát này bự quá chừng nha. Tốt. Dùng nước ngọt không tốt. Một tay một là biết luôn lắm. Cái lòng nhà cái lòng con cái cát ăn đã. Nước có không? Thằng nhái thịt chuột thì cũng ngon, dễ ăn lắm. Bữa hổm sọt cơm bữa ngon quá trời. Nó đi ăn dừa với anh mà đi đi làm gì với ba nè. Bà nó bán bánh xèo cũng ra lắp cắp gì nè, nó cũng nguội gì quá. Ra ăn cái bánh xèo. Anh này ăn cái rồi gặp thêm cái nhé. Còn với chấm càng lâu thì nước mắm càng nhiều vậy. Mắm hả? Cũng càng nước thôi nè. Nước mắm là có củ cải thì em phải ăn. Còn giọt. Ừ, chào cô chú nha quý ơi. Ba no rồi đó. Trời cũng đã tối rồi cô chú ơi. Video của mình tạm dừng tại đây nha cô chú. Cô chú và các bạn xem video nhớ ủng hộ vợ chồng mình một đăng ký, một chia sẻ và nhớ nhấn chuông để nhận thông báo từ video mới nhất nha. Gia đình mình xin hẹn cô chú ở video tiếp theo nha. Bye bye, xin chào.